này thiện hiện kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu thù thắng bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc vì sao này thiện hiện vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở do sự chấp này mà trước vào nhị biên vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử không đạo không niết bàn thì làm thế nào có thể như thật tu thủ thắng bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc này thiện hiện kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ vì sao này thiện hiện vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở do sự chấp này mà trước vào nhị biên vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo, không niết bàn Thì làm thế nào có thể như thật tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ Này thiện hiện Kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn. Thì làm thế nào có thể như thật tu tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni, này thiện hiện kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu bậc cực hỷ bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân vì sao này thiện hiện vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở do sự chấp này mà trước vào nhị biên vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử không đạo không niết bàn thì làm thế thế nào có thể như thật tu bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân này thiện hiện kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu năm lại mắt sáu phép thần thông vì sao này thiện hiện vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở do sự chấp này mà trước vào nhị biên vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử không đạo không niết bàn thì làm thế nào có thể như thật tu năm lại mắt sáu phép thần thông này thiện hiện kẻ trụ vào hữu tường nhất định chẳng có thể tu mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng vì sao này thiện hiện vì kẻ trụ vào hữu tường chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở do sự chấp này mà trước vào nhị biên vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử không đạo không niết bàn thì làm thế nào có thể như thật tu mười lực Phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp Phật bất cộng này thiện hiện kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu đại từ đại bi đại hỷ đại xả vì sao này thiện hiện vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở do sự chấp này mà trước vào nhị biên vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử không đạo không niết bàn thì làm thế nào có thể như thật tu đại từ đại đi đại hỷ, đại xả